Hey, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Thì trong cái video trước tôi đã giới thiệu cho anh em cách làm một cái trạm hàng T12 sử dụng con IC LM324. Và tiếp tục về cái trạm hàng giá rẻ, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái mạch điều khiển rất là gọn mà tôi thường hay dùng, sử dụng con IC LM358. Những con IC này anh em có thể mua một cách rất là dễ dàng với giá khoảng tầm 2.000 đồng một con thôi. Thì như các anh em thấy đây là cái sơ đồ nguyên lý của mạch. Mạch này thì được bác Lâm điện tử ở trên Facebook chia sẻ cho tôi, và thông qua một số chỉnh sửa nhỏ tôi đã chỉnh sửa rồi sau đó là mạch in và chia sẻ cho các bạn. Cái này là mạch in một lớp này, các bạn dễ dàng ủi ra trên giấy để có thể thực hiện hàng các linh kiện lên để làm cho một cái trạm hàng giá rẻ. Thì đây là cái phần bo mà tôi đã đặt mạch. Thì kích thước của nó rất nhỏ gọn thôi, rất nhỏ xíu, các anh em có thể thấy đây nè. Và như thường lệ thì đây sẽ là một video quảng cáo của nhà tài trợ công ty LCSC. Đây là một cái công ty rất lớn của Trung Quốc, chuyên cung cấp các linh kiện điện tử cho các công ty chuyên sản xuất về các mạch điện hay là thiết kế các mạch điện. Chúng ta có thể dễ dàng mua được cái linh kiện này ở trên trang web LCSC. Anh em có thể lên trên đó cũng như coi các video lần trước của tôi để có thể biết rõ hơn về cái công ty này. Tất cả các linh kiện bao gồm linh kiện chính hãng hay là linh kiện fake cũng như là tất cả các thể loại linh kiện đều có thể dễ dàng mua ở đây một cách rất là đơn giản, thông qua việc thanh toán ở PayPal hoặc là thẻ Visa là anh em có thể ở nhà và đợi hàng ship về tận nơi cho anh em, rất là tiện gọn. Anh em có thể click vào cái link bên dưới ở phần mô tả để ủng hộ cho tôi. Và đây là tất cả linh kiện của chúng ta ngày hôm nay. Anh em có thể thấy thì chỉ có một vài cái linh kiện thôi. Ở trong đó thì chúng ta sẽ có cái con IC LM358. Cái con IC này anh em có thể vặt trong đồ cũ ra cũng được, hoặc giả anh em mua nó như tôi lúc nãy có nói thì giá nó khoảng tầm chỉ có 2.000 đồng thôi. Thực ra con IC LM358 này không khác con IC LM324 nhiều lắm. Con LM358 này có 2 con op amp bên trong, còn con LM324 thì nó có 4 con op amp bên trong. Tuy nhiên giá thành của con LM358 này rẻ hơn nên nó làm cho cái bo của ta kích thước nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Ở đây thì tôi có một cái hộp, thì kích thước của hộp này đó là 79. Như cái giắc tôi cầm lên tay đây, cái giắc này đó là giắc GX16 4 chân. Anh em có thể lên mạng search để ra được cái giắc này. Thì cái T12 này thực ra thì nó chỉ dùng có 2 chân thôi, nên là anh em có thể mua cái loại nhỏ hơn vẫn được, không ảnh hưởng gì cả. Đây là cái tiếp hàng T12 mà tôi đã giới thiệu cho anh em ở trong các video lần trước. Thì bản thân cái con T12 này thì cái phần phát nhiệt và sensor thì nó đi chung một dây, do đó đôi lúc anh em nhìn vào đây thì nói rằng là con T12 này không có feedback nhiệt độ đó là sai nhé, là không đúng. Mạch này có feedback nhiệt độ để anh em có thể dễ dàng cài đặt nhiệt độ được một cách rất là dễ dàng. Thì sau khi chúng ta hàn xong thì tôi sẽ bỏ trong một cái hộp, vì mạch này kích thước khá nhỏ gọn nên cái hộp này sẽ đựng tất cả các linh kiện ta một cách rất là dễ dàng. Anh em chú ý ở ngay cái phần mà tôi đấu nguồn vào để nhìn cho thật kỹ, tại vì ở trên phần mạch in tôi không có đánh dấu nó, nên là anh em nên hãy hàng cho thật chính xác, nếu như mà hàng không đúng thì mạch sẽ không chạy đâu. Đó là một cái sai sót, mong anh em có thể bỏ qua, chỉ cần nhìn kỹ ở trong clip của tôi đây thì đã ổn thỏa lắm rồi. Đây là cái phần kết nối với lại cái giắc ở bên ngoài. Chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta có một chi tiết đèn led, rồi một cái nấm nhìn để chỉnh nhiệt độ. Ngoài ra thì có một cái giắc để chúng ta có thể gắn tay hàng rời. Tiếp hàng T12 này thì nó có một sự khác biệt đối với tiếp hàng Haco, đó là chúng ta có thể thay được cái đầu mũi. Tuy nhiên tiếp hàng T12 này với mỗi loại tiếp thì nó chỉ có là một cái đầu nhất định, chẳng hạn đầu nhọn, đầu tù hoặc là đầu vát, thì anh em nên chú ý cái khoản này. Tôi thì tôi hay xài cái đầu vát nhỏ nhỏ và một cái đầu nhọn, như vậy cũng đủ hàng cho tất cả mọi thứ rồi. Thì anh em nhìn đây, đây là tôi đang để ở chế độ thực. Thì tốc độ gia nhiệt của mạch này rất là nhanh, chúng ta có thể dễ
thời gian. Từ lúc khởi động đến khi mà chạy trì thì nó chỉ khoảng tầm 5 đến 10 giây là như vậy là ok rồi. Như vậy là xong, tôi giới thiệu cho anh em cách làm một cái trạm hàng T12 rồi. Chúc tất cả anh em thành công. Mong anh em ủng hộ tôi bằng cách là nhấn like, share, subscribe và comment. Hẹn gặp anh em trong các video sau. Chào tạm biệt tất cả anh em.